Kính thưa tất cả quý vị, nhạc phẩm tiếp theo chúng ta sẽ đến với ông Hoàng Nhạc Xến Vinh Sử. Các cụ bảo rồi, có một cái chữ tình yêu, tình yêu ở đây là tình yêu giữa nam và nữ ấy. Thì chữ yêu đó là thể hiện cái cảm xúc, sự thông cảm, chia sẻ giữa hai con người khác giới với nhau. Và chữ tình ở đây, theo như là ngôn ngữ khoa học ở đây, chữ tình ở đây tức là vấn đề sinh lý. Và khi người đàn ông và người đàn bà đến với nhau thì phải hòa hợp được cả hai vấn đề, tình yêu tức là vấn đề sinh lý cũng như vấn đề thông cảm và chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Còn đối với các nhạc sĩ thì chúng ta phải thêm một phần nữa vào tình yêu của họ, tức là cái sự điên trong tình yêu. Thì nhạc sĩ Vinh Sử là một nhạc sĩ thể hiện được hết cái sự điên trong tình yêu. Ông đã từng là ông Hoàng một đêm, một đêm chỉ tiêu hết mấy chục cây vàng thôi, sáng tác ra nhạc phẩm chỉ để kiếm tiền và đến để làm Nhất Dạ Đế Vương. Thì ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Vinh Sử qua giọng ca của anh Quang Khánh, nguyên là chủ tịch của Trung tâm Nhạc Vàng và Nhạc Trữ Tình Hà Nội, ca khúc Lại Nhớ Người Yêu. Và xin mời Quang Khánh cùng với Tường Vi. Em hỡi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng, gồm bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng tim vàng em sáng cả đời anh. Anh ơi ngồi đây mơ bóng thương hình, ngồi đây thương nhớ một mình với niềm mơ ước vây quanh. Em ơi ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm hay là trăng sáng cả đường đêm. Để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn thiếu. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng tim vàng em sáng cả đời anh. Anh ơi ngồi đây mơ bóng thương hình, ngồi đây thương nhớ một mình với niềm mơ ước vây quanh.
đôi chim, ước gì mình là sao đêm hay là trăng sáng cả đường đêm. Để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn thiếu, trọn đời mình gần bên. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người.